Bài văn Tả con trâu hài hước. Bài 1. Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, hai chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em. Bài 2. Nhà em có nuôi một con trâu, nó đáng yêu lắm. Hàng ngày mẹ xích nó ở góc hiên. Trên cổ nó có đeo một cái nơ màu hồng thật xinh xắn. Nó ăn rất ít cơm. Nó có khuôn mặt trái xoan thanh tú